Xin chào, hãy ngồi xuống, nhắm mắt và thư giãn. Xin chờ đến khi máy nhận dạng cơ thể hoàn tất. Ghế Masaru Rako là ghế duy nhất nói được tiếng Việt Nam, là ghế duy nhất dùng da thật ở những nơi co bóp, là ghế duy nhất được làm vật lý trị liệu trong các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Hãy đến Today Comfort để trải nghiệm cảm giác tuyệt vời trên chiếc ghế Masaru Rako.